Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 33, phẩm thập hồi hướng thứ 25, phần 11. Hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng thứ 10. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem căn lành tu bố thí pháp hồi hướng như vậy: nguyện tất cả cõi Phật thảy đều thanh tịnh, dùng bất khả thuyết đồ trang nghiêm để trang nghiêm mỗi mỗi cõi Phật, lượng rộng lớn đồng với pháp giới, thuần thiện quang minh thanh tịnh vô ngại, chư Phật ở trong đó hiện thành chánh giác. Cảnh giới thanh tịnh ở trong một cõi Phật đều hiện hiện tất cả cõi Phật, như một cõi Phật, tất cả cõi Phật cũng là như vậy. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, lại đem đủ thứ căn lành tu tập bố thí pháp, vì chúng sinh hồi hướng như vậy, nguyện tất cả cõi nước chư Phật đều thanh tịnh, dùng bất khả thuyết đồ trang nghiêm để trang nghiêm mỗi cõi Phật, lượng rộng lớn vô biên đồng với pháp giới, có nghiệp thiện thuần chánh, chẳng có mọi sự chướng ngại, vừa thanh tịnh vừa sáng chói. Mười phương chư Phật ở trong cõi nước thị hiện thành Phật, thị hiện Niết Bàn. Ở trong một cõi Phật có cảnh giới thành tịnh trang nghiêm, thầy đều hiện hiện tất cả cõi Phật, giống như tấm gương cùng chiếu sáng với nhau, cho nên một cõi Phật có thể hiện ra tất cả cõi Phật, tất cả cõi Phật trở về một cõi Phật. Do đó một làm vô lượng, vô lượng làm một. Một cõi Phật là như vậy, tất cả cõi Phật cũng là như vậy. Mỗi mỗi cõi đó đều dùng vô lượng vô biên đồ báo đẹp, trang nghiêm thanh tịnh đồng pháp giới để làm nghiêm sức. Mỗi cõi Phật thầy đều dùng vô lượng vô biên đồ báo đẹp trang nghiêm thanh tịnh đồng pháp giới để nghiêm sức cõi Phật đó. Chẳng những một cõi Phật trang nghiêm như vậy mà hết thảy cõi Phật cũng đều như thế. Đó là A Tăng Kỳ tòa báu thanh tịnh, trải bày các y báu. A Tăng Kỳ trướng báu, chung quanh có lưới báu thòng rủ xuống. A Tăng Kỳ lọng báu, có tất cả báu đẹp cùng nhau chiếu sáng. A Tăng Kỳ mây báu, đều mưa xuống các thứ báu. A Tăng Kỳ hoa báu, thảy đều thanh tịnh. A Tăng Kỳ bào lơn lan can, đẳng bằng các thứ báu, trang nghiêm thanh tịnh. A Tăng Kỳ linh báu, thường vang ra âm thanh vi diệu của chư Phật khắp cùng pháp giới. A Tăng Kỳ hoa sen báu, có đủ màu sắc báu, nở rộ chiếu sáng. A Tăng Kỳ cây báu, đều ngay hàng thẳng tắp, có hoa quả làm bằng vô lượng thứ báu đẹp. Có A Tăng Kỳ vô lượng số tòa báu thanh tịnh, trên tòa trải vô lượng y báu để nghiêm sức. Lại có A Tăng Kỳ trướng báu, chung quanh đều có lưới báu thòng rủ xuống. Lại có A Tăng Kỳ lọng báu, trên lọng báu có vô số báu đẹp ánh sáng chiếu nhau, do đó bá quang vạn đạo, ánh sáng màu sắc làm đỏ cả mắt. Lại có A Tăng Kỳ mây báu, mưa xuống khắp tất cả báu đẹp. Lại có A Tăng Kỳ hoa báu, khắp cùng bốn phương rất là thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ bao lơn lan can, làm bằng các thứ báu rất trang nghiêm thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ linh báu, trong linh phát ra âm thanh thuyết pháp vi diệu của mười phương chư Phật. Phật có 60 thứ âm thanh, các linh báu đó đều vang ra âm thanh vang đến khắp cùng pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ hoa sen báu, có đủ thứ màu sắc khác nhau, hoa nở rất tươi đẹp, tỏa ra ánh sáng. Lại có A Tăng Kỳ cây báu, ngay hàng thẳng lối, ngang nhìn cũng thành hàng, dọc nhìn cũng thành hàng, có hoa quả làm bằng vô lượng thứ báu đẹp. A Tăng Kỳ cung điện báu, có vô lượng Bồ Tát ở trong đó. A Tăng Kỳ lầu các báu rộng lớn tốt đẹp, nối dài gần xa. A Tăng Kỳ hàng rào báu làm bằng báu lớn trang nghiêm tốt đẹp. A Tăng Kỳ cửa sổ báu, có chuỗi báu đẹp trong bùa thòng rủ chung quanh. A Tăng Kỳ cửa lớn báu trang nghiêm thanh tịnh không thể nghĩ bàn. A Tăng Kỳ đà la báu hình bán nguyệt làm bằng các thứ báu. Như vậy tất cả đều dùng các thứ báu để nghiêm sức, để cấu thanh tịnh. Đâu chẳng phải là căn lành không thể nghĩ bàn của Như Lai sinh ra đầy đủ vô số tạng báu trang nghiêm. Lại có A Tăng Kỳ cung điện báu, có vô số Bồ Tát ở trong đó. Lại có A Tăng Kỳ lầu các báu rất rộng lớn và mỹ lệ, từ gần cho đến xa nối tiếp không ngừng. Lại có A Tăng Kỳ hàng rào báu dùng báu lớn tạo thành rất trang nghiêm tốt đẹp. Lại có A Tăng Kỳ cửa sổ báu dùng chuỗi báu đẹp dòng bùa thòng rủ bốn phía. Lại có A Tăng Kỳ cửa lớn báu dùng báu đẹp không thể nghĩ bàn thành tịnh trang nghiêm đạo tràng. Lại có A Tăng Kỳ đà la báu hình bán nguyệt làm bằng các thứ báu. Đủ thứ báu ở trên vừa nói, mỗi thứ báu đều dùng các thứ báu để làm nghiêm sức rất tốt đẹp, năm quang mười màu, ánh lạng chói mắt, rất hoành tráng, để khỏi tất cả bụi trần, hoàn toàn thanh tịnh. Thứ báu đẹp đó biến hóa vô cùng, tâm không thể nghĩ, không thể luận bàn, chẳng cách chỉ hình dung được, thật là diệu không thể tả. Song những báu đẹp đó đều do căn lành của Như Lai sinh ra, do công đức của Như Lai tạo thành, đầy đủ vô số tạng báu trang nghiêm.
Lại có A Tăng Kỳ sông báu chảy ra tất cả pháp lành thanh tịnh. A Tăng Kỳ biển báu chứa đầy nước pháp. A Tăng Kỳ hoa phân đà lợi báu thường vang ra tiếng diệu pháp phần đà lợi. A Tăng Kỳ núi Tu Di báu trí huệ sơn vương cao đẹp thanh tịnh. A Tăng Kỳ báu đẹp tám cốc sầu bằng dây báu trang nghiêm thanh tịnh không gì sánh bằng. A Tăng Kỳ quang minh báu thanh tịnh thường phóng ra đại trí quang minh minh vô ngã chiếu khắp pháp giới. A Tăng Kỳ linh và chuông báu cua đánh lẫn nhau vang ra tiếng rất hay. Lại có A Tăng Kỳ sông báu chảy ra tất cả pháp lành thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ biển báu nữ pháp trí huệ chứa đầy trong đó. Lại có A Tăng Kỳ hoa phân đà lợi báu hoa trắng nhỏ thường vang ra vô lượng diệu pháp có âm thanh phần đà lợi rất êm tai. Lại có A Tăng Kỳ núi báu. Lại có A Tăng Kỳ núi Tu Di báu, núi đó làm bằng bảy báu trí huệ sơn vương tốt đẹp thành tịnh. Lại có A Tăng Kỳ báu đẹp tám góc, thứ báu đó chiếu sáng lẫn nhau giống như ánh sáng của đá kim cương, dùng dây báu sâu lại trang nghiêm không gì sánh bằng. Lại có A Tăng Kỳ quang minh báu thanh tịnh phóng ra đại trí huệ quang minh không chướng ngại chiếu khắp pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ linh chuông báu, linh báu và chuông báu cua đánh lẫn nhau vang ra âm thanh rất hay. A Tăng Kỳ báu thanh tịnh các Bồ Tát báu đầy đủ sung mãn. A Tăng Kỳ lụa màu báu sắc tướng trong sáng thông dụng khắp nơi. A Tăng Kỳ tràng báu đẹp dùng bán nguyệt báu làm nghiêm sức. A Tăng Kỳ phan báu các mưa xuống vô lượng phan báu. A Tăng Kỳ đái báu thông dụng khắp trong không trung trang nghiêm tốt đẹp thủ thắng. A Tăng Kỳ thảm báu sinh ra đủ thứ sự cảm xúc an lạc mềm mại. A Tăng Kỳ vòng báu đẹp thể hiện tất cả mắt trí huệ của Bồ Tát. Lại có A Tăng Kỳ báu thành tịnh tất cả Bồ Tát báu đẹp đầy đủ đầy rẫy ở trong chúng báu. Lại có A Tăng Kỳ lụa màu báu màu sắc rất đẹp thầm rủ khắp nơi. Lại có A Tăng Kỳ tràng báu đẹp dùng báu bán nguyệt để nghiêm sức rất trang nghiêm. Lại có A Tăng Kỳ phan báu mỗi phan báu lại mưa xuống vô lượng phan báu. Lại có A Tăng Kỳ đái báu thòng dù khắp ở trong không trung rất trang nghiêm tốt đẹp. Lại có A Tăng Kỳ thảm báu tức là tọa cụ có thể sinh ra đủ thứ cảm xúc an lạc mềm mại. Lại có A Tăng Kỳ vòng báu đẹp thể hiện tất cả mắt trí huệ của Bồ Tát. A Tăng Kỳ chuỗi báu mỗi mỗi chuỗi báu có trăm ngàn Bồ Tát thượng diệu trang nghiêm. A Tăng Kỳ cung điện báu vượt hơn tất cả tuyệt diệu không gì bằng. A Tăng Kỳ đồ trang nghiêm báu nghiêm sức bằng kim cang mani. A Tăng Kỳ đồ đủ thứ báu đẹp trang nghiêm thực hiện tất cả màu sắc đẹp thanh tịnh. A Tăng Kỳ báu thanh tịnh hình trạng thù thắng kỳ lạ ánh sáng chiếu thấu. A Tăng Kỳ núi báu dùng làm tường vách bao bọc khắp chung quanh thanh tịnh vô ngại. A Tăng Kỳ hương báu đó xông khắp tất cả thế giới. A Tăng Kỳ hóa sự báu mỗi mỗi hóa sự khắp cùng pháp giới. A Tăng Kỳ quang minh báu mỗi mỗi quang minh hiện ra tất cả quang minh. Lại có A Tăng Kỳ chuỗi báu trong mỗi mỗi chuỗi báu có trăm ngàn Bồ Tát thượng diệu trang nghiêm. Lại có A Tăng Kỳ cung điện báu vượt qua tất cả cung điện tuyệt diệu không có gì sánh bằng thù thắng trang nghiêm thanh tịnh nhất. Lại có A Tăng Kỳ đồ trang nghiêm báu dùng kim cang mani báu làm nghiêm sức. Lại có A Tăng Kỳ đồ đủ thứ báu đẹp trang nghiêm thực hiện tất cả màu sắc đẹp thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ báu thanh tịnh có hình trạng thù thắng phóng ra tia sáng kỳ dị ánh sáng đó chiếu thấu tất cả. Lại có A Tăng Kỳ núi báu làm tường vách bao bọc chung quanh thanh tịnh không có chướng ngại. Lại có A Tăng Kỳ hương báu mùi hương đó xông khắp tất cả thế giới. Lại có A Tăng Kỳ hóa sự báu mỗi sự vật hóa ra khắp cùng pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ quang minh báu trong mỗi quang minh lại hiện ra tất cả quang minh cảnh giới đó không thể nghĩ bàn. Lại có A Tăng Kỳ quang minh báu trí quang chiếu thấu các pháp. Lại có A Tăng Kỳ quang minh báu vô ngại mỗi mỗi quang minh khắp cùng pháp giới. Có A Tăng Kỳ sứ báu tất cả các báu thầy đều đầy đủ. A Tăng Kỳ bảo tàng khai thị tất cả tạng báu chánh pháp. A Tăng Kỳ tràng báu tướng trạng Như Lai cao hơn tất cả. A Tăng Kỳ hiền báu tự hiền đại trí đầy đủ thanh tịnh. A Tăng Kỳ vườn báu sinh ra tạng muội khoái lạc của các Bồ Tát. A Tăng Kỳ âm thanh báu âm thanh vi diệu của Như Lai khai thị khắp thế gian. Lại có A Tăng Kỳ quang minh báu trí huệ quang minh thanh tịnh chiếu thấu các pháp tức cũng là 84.000 pháp môn. Lại có A Tăng Kỳ quang minh báu vô ngại mỗi quang minh đều khắp cùng pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ sứ báu hết thảy tất cả báu thảy đều đầy đủ.
lại có A Tăng Kỳ tạng báu, khai thị hết thảy vô lượng vô biên tạng báu chánh pháp, lại có A Tăng Kỳ tràng báu, tướng tràng của Như Lai cao hơn tất cả các tràng khác, lại có A Tăng Kỳ hiền báu, tượng đại trí huệ, đại thánh hiền, đầy đủ thanh tịnh, tướng tốt trang nghiêm. Lại có A Tăng Kỳ vườn báu, trong mỗi vườn báu sinh ra tất cả tam muội khoái lạc của Bồ Tát. Lại có A Tăng Kỳ âm thanh báu, âm thanh vi diệu nói pháp của Như Lai, khai thị khắp tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát đạo. A Tăng Kỳ hình báu, mỗi mỗi hình báu đó đều phóng ra vô lượng diệu pháp quang minh. A Tăng Kỳ tướng báu, mỗi mỗi tướng báu đó đều vượt hơn các tướng khác. A Tăng Kỳ oai nghi báu, người thấy được đều sinh tâm vui thích của Bồ Tát. A Tăng Kỳ tụ báu, người thấy được đều sinh trí huệ tụ báu. A Tăng Kỳ an trụ báu, người thấy được đều sinh tâm báu khéo trụ. A Tăng Kỳ y phục báu, ai mặc vào đều sinh các tam muội vô tỷ của Bồ Tát. A Tăng Kỳ cà sa báu, ai mặc vào vừa mới phát tâm liền được khéo thấy môn đà la ni. Lại có A Tăng Kỳ hình báu, mỗi thứ hình báu đều phóng ra vô lượng quang minh diệu pháp, và trong quang minh lại dễ nói diệu pháp. Lại có A Tăng Kỳ tướng báu, mỗi thứ tướng báu đều vượt qua tất cả các tướng khác. Lại có A Tăng Kỳ oai nghi báu, có uy đáng sợ, có nghi đáng kính. Phàm là thấy được chúng sinh oai nghi báu này đều sinh tâm vui thích của Bồ Tát. Lại có A Tăng Kỳ tụ báu, các tụ báu hợp lại, thấy được chúng sinh tụ báu này đều sinh trí huệ tụ báu, vĩnh viễn biệt khỏi vô minh và ngu si. Lại có A Tăng Kỳ an trụ báu, khiến cho người thấy được đều sinh khéo trụ nơi pháp bảo. Lại có A Tăng Kỳ y phục báu, chúng sinh nào mặc vào y phục báu này chắc chắn sẽ đắc được tam muội không gì sánh bằng của Bồ Tát. Lại có A Tăng Kỳ cà sa báu, nếu chúng sinh nào mặc vào thứ cà sa này vừa mới phát tâm Bồ Đề liền khéo thấy được tất cả pháp môn tổng trì. A Tăng Kỳ tu tập báu, nếu ai thấy được liền biết tất cả báu đều là nghiệp quả, quyết định thanh tịnh. A Tăng Kỳ trí kiến vô ngại báu, nếu ai thấy được thì đắc được tất cả pháp nhãn thanh tịnh. A Tăng Kỳ tạng quang minh báu, nếu ai thấy được liền được thành tựu tạng đại trí huệ. Lại có A Tăng Kỳ tu tập báu, nếu có chúng sinh nào thấy được pháp này sẽ biết được tất cả báu đều do nghiệp quả mà thành tựu, quyết định tu nghiệp thanh tịnh mới đắc được nghiệp quả thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ trí kiến vô ngại báu, nếu chúng sinh nào thấy được pháp này thì đắc được tất cả pháp nhãn thành tịnh. Lại có A Tăng Kỳ tạng quang minh báu, nếu có chúng sinh nào thấy được tạng quang minh này thì đắc được sự thành tựu tạng đại pháp bảo trí huệ. A Tăng Kỳ tòa báu, có đức Phật ngự trên đó, đại sư tử hống. A Tăng Kỳ đèn báu, thường phóng ra ánh sáng trí huệ thanh tịnh. A Tăng Kỳ cây đà la báu, thẳng hàng có thứ tự, dùng dây báu bao bọc chung quanh rất trang nghiêm thanh tịnh. Cây đó lại có A Tăng Kỳ gốc báu, từ thân cây cao vót, có A Tăng Kỳ nhánh tròn sạch ngay thẳng, có đủ thứ các báu trang nghiêm la liệt. Có nhiều chim không thể nghĩ bàn bay lượn trên đó, thường hót tiếng vi diệu tuyên dương chánh pháp. A Tăng Kỳ lá báu, phóng ra ánh sáng trí huệ khắp tất cả mọi nơi. A Tăng Kỳ hoa báu, trên mỗi hoa, trên mỗi mỗi mũi hoa có vô lượng Bồ Tát ngồi kiết già, dù khắp pháp giới. A Tăng Kỳ quả báu, ai thấy sẽ đắc được quả trí huệ nhất thiết trí không thối chuyển.